Bà con ơi, nóng mà gặp lạnh, rồi lạnh rồi gặp nóng là rất là nguy hiểm. Bà con đang đi trên đường đúng không? Đi trên đường là năng lượng mặt trời tia cực tím nó vô người, tia cực tím vô người, nóng quá. Về đến nhà, cởi cái đồ ra, nhảy xuống suối, nhảy ra giếng, ào, nằm ngoài sông ngâm người má. Nằm ngồi suối ngâm má, trời ơi, ra dưới suối ào má, vô nhà tắm mở vòi sen lên, dội xuống, đứng yên cho nó chạy, mát ơi là mát không còn gì bằng, mát quá trời mát luôn, nhưng mà nó ác lắm đó nha bà con, còn vô trong bồn tắm ở nhà tắm á, vô trong bồn tắm nằm mở nước nằm ngâm người. Thế nguy hiểm vô cùng. Rồi còn nữa, dù chúng ta đi vô trong cái quạt á, nếu ta xài quạt ta mở số nhẹ nhất á, không chơi số mạnh nhất, mở 1 cây đi, không chơi 1 cây, 2 cây cũng được, 3 cây, dội vô người, ào, trời ơi, mát, không tưởng tượng nổi. Còn mấy lạnh không mở 27-30 mà mở chơi số 16-17-18 mát ơi là mát, nhưng mà nó ác cho cuộc đời nha bà con. Nó làm chúng ta đột tử đó, không có những anh sức khỏe không đâu mà tánh mạng đó. Cho nên bà con cứ để 15 phút sau rồi chúng ta mới bắt đầu, chúng ta tắm, chúng ta ngâm, chúng ta giặt gì đó, thì sức khỏe bà con chúng ta vẫn tốt, vẫn đẹp và vẫn vui, vẫn khỏe nha bà con ơi.